chị và các bạn quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Thế thì các cổ phiếu bất động sản như là DIG, DXG, Novaland hay là Phát Đạt nên bán hay là mua thêm để có lợi nhuận tối ưu thì mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nội dung của video ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm 4 phần. Đầu tiên là mình sẽ phân tích về xu hướng của các cổ phiếu bất động sản trong thời điểm hiện tại và mình sẽ lên kịch bản chiến lược mua bán cho anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới, nên bán và bán khi nào, và nếu mua thêm thì mua thêm ở vùng giá nào. Thứ ba là mình sẽ phân tích một cái sự kiện quốc tế, đó là tác động của căng thẳng biển đó và một số cổ phiếu hưởng lợi khi mà cái căng thẳng này diễn ra. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua về phân tích kỹ thuật của các cổ phiếu bất động sản. Thế thì trong phiên hôm nay thì bất động sản đã có dòng tiền quay trở lại, thể hiện ở việc đó là thanh khoản của một số cổ phiếu đã vượt trung bình 20 phiên. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy có cổ phiếu Nam Long là thanh khoản đã vượt trung bình 20 phiên. Điều này thể hiện đó là dòng bất động sản đã có một cổ phiếu có dòng tiền vào, và khi mà một cổ phiếu có dòng tiền vào thì kỳ vọng là các cổ phiếu trong ngành ấy thì sau đó cũng sẽ có cái dòng tiền vào theo sau. Và điểm tích cực của các cổ phiếu bất động sản đó là nếu như anh chị và các bạn so cổ phiếu bất động sản với thị trường chung thì anh chị thấy được đó là các cổ phiếu bất động sản là đã vượt được trên các cái vùng mây Ichi này rồi và tích lũy trên mây, còn thị trường chung của chúng ta thì đang vận động quanh lình xình trong mây. Và khi mà thị trường vận động trong mây và lình xình quanh mây này thì cái xu hướng của thị trường ấy là sẽ đi lên giật xuống, còn các cổ phiếu bất động sản là đã vượt được mây rồi, nên là xu hướng của các cổ phiếu bất động sản thì sẽ thanh thoát và sẽ có cái sóng tăng gọi là nhẹ nhàng hơn so với thị trường chung của chúng ta. Tiếp theo ấy là chúng ta sẽ đi qua từng cổ phiếu cụ thể. Ví dụ như là cổ phiếu DG thì anh chị và các bạn nhìn vào cổ phiếu DG thì mọi người có thể thấy được đó là cổ phiếu đang vận động trong cái mẫu hình hình thang hướng lên. Khi chúng ta nối các đáy sau, đáy trước, đáy sau với đáy trước và các đỉnh sau với đỉnh trước thì chúng ta được cái mẫu hình là hình thang hướng lên. Và nếu như anh chị vào đây các bạn để ý thì khi mà cổ phiếu vận động trong cái mẫu hình này thì cái target tiếp theo ấy là sẽ chạm vào cái vùng kháng cự của cạnh trên của cái hình thang này, tức là target tiếp theo của cổ phiếu DG là quanh cái vùng giá là 28.6. do đó nếu như anh chị và các bạn nào đánh ngắn thì khi mà cổ phiếu vượt lên cái vùng này và cổ phiếu không vượt được thì khi đó anh chị và các bạn chốt lãi quanh cái vùng 28.6 này. Còn khi mà cổ phiếu lên cái vùng này và cổ phiếu vượt dứt khoát luôn cái kháng cự này, ví dụ như cổ phiếu vượt dứt khoát và đóng cửa quanh cái vùng giá là 29 thì khi đó anh chị và các bạn có thể nắm giữ được, bởi vì khi cổ phiếu đã vượt được cái vùng kháng cự này rồi thì cái xu hướng và cái target tiếp theo của cổ phiếu ít nhất là có thể lên được cái vùng đỉnh cũ. Do đó anh chị nào đánh ngắn này thì anh chị chú ý vận động của cổ phiếu quanh cái vùng này để mọi người đưa ra được cái hành động phù hợp. Còn về cái điểm mua gia tăng ấy thì nếu như mà mua gia tăng thì cái điểm mua ấy là quanh cái biên dưới này, và cái điểm mua gia tăng muộn nhất là điểm mua của phiên ngày hôm nay. Khi mà cổ phiếu chạm cái biên dưới và đồng thời là chạm cái cạnh dưới của cái hình thang thì khi đó anh chị và các bạn mua gia tăng. Và ngoài ra thì mình cũng báo trong nhóm khách hàng của mình là mua gia tăng quanh cái vùng giá khi mà cổ phiếu về cái đường hỗ trợ này, đồng thời là thị trường về 1075 thì mình đã báo gia tăng đối với cổ phiếu DG rồi, thì hiện tại là đã qua điểm mua gia tăng rồi. Nếu như anh chị và các bạn nào mua gia tăng ấy thì mọi người sẽ cần phải chú ý một điểm cho mình, đó là cổ phiếu DG này đang có cái vận động của cái đường MACD là phân kỳ âm. Khi mà cổ phiếu vận động với cái trong cái trạng thái phân kỳ âm như thế này ấy thì cái xu hướng của cổ phiếu sẽ không thể đánh ngay lên được đâu, bởi vì là khi mà phân kỳ âm đáy đỉnh sau của MACD thấp hơn đỉnh trước nhưng mà giá của cổ phiếu đỉnh sau lại cao hơn đỉnh trước thì khi đó cổ phiếu sẽ vận động trong một cái biên rất là lình xình. Để an toàn nhất khi mà anh chị muốn mua gia tăng thì mọi người sẽ chú ý cho mình đó là khi nào mà cổ phiếu thoát được cái vùng trend giảm và cái phân kỳ âm MACD thì khi đó anh chị và các bạn mua gia tăng thì nó sẽ đảm bảo hơn là anh chị mua khi mà cổ phiếu vẫn đang vận động khi mà phân kỳ âm MACD như thế này. Đó là cái chia sẻ của mình đối với cổ phiếu DG. Và đối với cổ phiếu DG ấy thì trong cái nhịp vừa qua thì mình đánh giá là cổ phiếu cũng khỏe hơn so với các cổ phiếu bất động sản khác. Thế nên là phiên hôm nay khi mà dòng bất động sản có sóng thì DG cũng là cổ phiếu bật đầu tiên và là cổ phiếu dẫn sóng đối với ngành bất động sản. Cổ phiếu đã tích lũy được trên đường MA10 và đường MA20 rồi thì target tiếp theo của cổ phiếu sẽ lên được cái vùng này. Đó là cái target của cổ phiếu DG. Còn anh chị nào và các bạn nào mà chưa mua gia tăng ấy thì mọi người chú ý về cái đường MACD này cho mình. Khi nào mà MACD chưa vượt được cái này thì anh chị chưa vội mua gia tăng, anh chị cứ nắm giữ cái phần hàng còn lại của mình đang có thôi. Tiếp theo ấy là chúng ta sẽ đi qua về cổ phiếu DG. DG cũng tương tự với DG, đó là cổ phiếu đang tích lũy trên cái đường MA10 và đường MA20 và cổ phiếu đã có những phiên test lại cái hộp
dưới của cái David Boss đi ngang này đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến 6 lần cổ phiếu test cái vùng này không thủng, thì đây là cái hỗ trợ cứng của cổ phiếu DG. Và cái phiên hôm nay mình đánh giá là cái phiên hoàn thiện cái vùng đáy 2 của cổ phiếu DG, đáy 2 cao hơn so với đáy trước, nên ấy, là anh chị và các bạn vẫn có thể kỳ vọng được cổ phiếu DG sau khi đã tạo đáy 2 thì cổ phiếu sẽ hướng lên cái cạnh trên của cái hộp David Boss đi ngang này. Và khi mà anh chị lên được cái vùng này ấy thì có thể là cổ phiếu sẽ gặp cái áp lực rung lắc. Anh chị nào mà đánh ngắn, anh chị chỉ kỳ vọng được đánh ngắn là cái target khoảng tầm từ 7 cho đến 10% thôi, thì mọi người lên cái vùng này anh chị và các bạn có thể chốt được rồi. Còn anh chị nào mà muốn nắm giữ thêm thì mình nghĩ là sẽ cần thời gian cho cổ phiếu hấp thụ và đi ngang quanh cái vùng hộp này, hoặc là tái tích lũy ở trên cái biên trên của hộp David Boss, thì khi đó cổ phiếu mới tịnh tiến lên được cái vùng đỉnh cũ này. Đó. Và cổ phiếu DG ấy thì hiện tại là tiền chưa vào mạnh bằng cổ phiếu Nam Long hay là cổ phiếu DIG đâu. Nên anh chị và các bạn nào nắm cổ phiếu DG thì sẽ thấy cổ phiếu hơi lình xình hơn một chút so với các cổ phiếu còn lại. Tiếp theo chúng ta sẽ xem về cổ phiếu Phát Đạt này. Phát Đạt thì phiên hôm nay là ra tin chính thức, đó là cổ phiếu đã dứt điểm đưa cái trái phiếu dư nợ về không, nên là giá cổ phiếu cũng bật tăng trong phiên ngày hôm nay, không đóng cửa ở cái mức giá cao nhất, tuy nhiên thì cũng đóng ở cái mức là tăng hơn 2,8% với cái thanh khoản cũng vượt được trung bình 20 phiên. Và kỳ vọng khi mà doanh nghiệp có thể là dứt khoát trả được, hoàn thiện xong cái phần trái phiếu của mình ấy, thì doanh nghiệp sẽ giảm được cái áp lực nợ vay, doanh nghiệp có thể tập trung được nguồn vốn và nguồn tiền của mình để đẩy mạnh và triển khai dự án. Thì đó là cái kỳ vọng của cổ phiếu PDR trong thời gian sắp tới. Thì PDR cũng tương tự như DG, đó là đang tích lũy trên các cái đường MA10, MA20 này, và có xu hướng là tịnh tiến lên quanh cái biên trên của hộp David Boss này. Khi cổ phiếu càng lên biên trên thì anh chị hạn chế mua đuổi, nếu mua ấy thì mọi người đã phải mua khi mà cổ phiếu về cái biên dưới này rồi, đồng thời là thị trường về cái hỗ trợ 1080, cổ phiếu về cái biên dưới của cạnh của cái hộp này, thì khi đó anh chị và các bạn mua. Còn hiện tại là cổ phiếu đã kéo tăng rồi thì mọi người không mua mới và không mua gia tăng nữa, điểm mua muộn nhất có thể là điểm mua sáng ngày hôm nay. Còn sau phiên ngày hôm nay cổ phiếu được tăng rồi thì anh chị chỉ canh lên để chốt ngắn hạn thôi, chứ không mua gia tăng đối với cái cổ phiếu Phát Đạt này nữa. Trường hợp mua gia tăng thành công ấy là cũng giống như cổ phiếu DG, đó là hiện tại là PDR này đang có cái phân kỳ âm MACD này. Nếu như anh chị và các bạn nào muốn mua gia tăng thêm đối với cổ phiếu PDR này thì mọi người chú ý là nên đợi giá cái đường MACD này thoát khỏi cái vùng phân kỳ âm này, đó cổ phiếu tái tích lũy trên cái giai đoạn này, trên cái vùng này, thì khi đó anh chị và các bạn mua gia tăng thì sẽ an toàn hơn. Còn hiện tại là cổ phiếu đang được kéo thì mọi người chưa vội tham gia, chưa vội mua gia tăng vội, bởi vì cái vị thế cũng như cái giá vốn của mình không tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một cổ phiếu nữa, đó là cổ phiếu Novaland, cũng được nhiều anh chị và các bạn nắm giữ và quan tâm. Thì đối với cổ phiếu Novaland này ấy, thì cổ phiếu đang vận động trong mây này. Vận động của cổ phiếu Novaland thì nó sẽ hơi lình xình hơn một chút so với nhóm bất động sản. Thứ nhất là bởi vì cổ phiếu đang tích lũy dưới các đường hỗ trợ. Anh chị thấy là cái đường MA10 và đường MA20 thì giá cổ phiếu vẫn đang nằm dưới các đường hỗ trợ này. Đồng thời là giá cổ phiếu đang vận động trong cái vùng mây. Khi mà cổ phiếu mà đi trong mây như thế này ấy, thì cái xu hướng của cổ phiếu sẽ đi ngang và lình xình và chưa bứt phá được. Hơn nữa là cái dòng tiền vào cổ phiếu Novaland chưa mạnh, nên mình đánh giá là nếu như mà dòng bất động sản có sóng thì cổ phiếu Novaland sẽ là cổ phiếu mà chạy sau các cổ phiếu khác. Đó nên là anh chị nào không thích những cổ phiếu đã chạy mạnh rồi, anh chị thích những cổ phiếu chạy sau thì anh chị lựa chọn Novaland. Còn anh chị nào thích những cổ phiếu leader, những cổ phiếu chạy trước thì mọi người chọn DIG hay là cổ phiếu Phát Đạt chẳng hạn, là những cái cổ phiếu mà gọi là chạy trước, hay là Nam Long cũng là một cái cổ phiếu rất là khỏe và có cái dòng tiền vào thì anh chị và các bạn chọn. Còn Novaland là cổ phiếu đang lình xình như này này, thì trong những phiên sắp tới là cổ phiếu sẽ có cái xu hướng là lên quanh cái đường MA20, quanh vùng giá là 17, 17.3 để cổ phiếu tách lại. Và có thể là khi mà cổ phiếu lên cái vùng MA20 này sẽ gặp cái áp lực rung lắc. Kịch bản tốt nhất đối với cổ phiếu Novaland này ấy, là cổ phiếu sẽ vượt đường MA20 này và tái tích lũy trên đường MA20, thì khi đó cái xu hướng sau của cổ phiếu ấy thì nó sẽ tăng bền hơn. Còn nếu như cổ phiếu gặp cái đường MA20 này và cổ phiếu quay lại backtest ấy, thì có thể là cổ phiếu sẽ quay xuống sâu hơn một chút, là quanh cái vùng là khoảng tầm là 16, 16.5 này là cổ phiếu quay lại và cổ phiếu test. Đó là tùy vào cái vận động cũng như là cái dòng tiền vào cổ phiếu tham gia trong cái thời gian sắp tới là như thế nào. Còn đối với mua mới ấy, mua mới đối với cổ phiếu Novaland thì anh chị cứ căn cái vùng quanh khoảng từ 16.7 này cộng trừ thì anh chị và các bạn mua. Còn điểm mua gia tăng đối với cổ phiếu Novaland này là khi cổ phiếu vượt được đường MA20, tái tích lũy trên đường MA20, thì khi đó anh chị và các bạn mua gia tăng thì sẽ ổn hơn là khi mà cổ phiếu đang vận động dưới đường MA20.
Tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai trong cái nội dung của video ngày hôm nay, đó là cái sự kiện quốc tế. Bởi vì hiện tại chúng ta đang có cái một cái sự kiện mà ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại toàn cầu, đó là xung đột biển đỏ, xuất phát từ cái việc đó là cái việc tấn công của quân Houthi vào tàu chở hàng đi qua biển đỏ. Và khi mà có cái cuộc tấn công này diễn ra thì ảnh hưởng đến các công ty vận chuyển và ảnh hưởng đến các cái tàu hàng vận chuyển trên cái đường biển này, nên là gần đây có xu hướng là nhiều công ty lớn, nhiều công ty vận tải lớn ấy đã thông báo là tạm dừng vận chuyển hàng hóa qua kênh đào Suez và các khu vực quanh biển đỏ. Và mà anh chị và các bạn đều biết đó là biển đỏ lại là một cái phần vận tải gọi là huyết mạch của Đông Tây và thế giới. Và khi mà cái cuộc tấn công này diễn ra thì dấy lên cái tâm lý lo ngại, đó là thương mại quốc tế sẽ đứng trước nguy cơ là bị gián đoạn và đẩy cái giá cước vận tải biển tăng cao. Và khi mà cái xung đột này xảy ra thì mọi người thấy được đó là cái giá cước vận tải đã tăng hơn 300% chỉ sau 7 ngày. Ngoài ra ấy, thì cái giá cước container trên thế giới thì cũng bật tăng mạnh từ vùng đáy. Đây là cái giá cước container này. Mọi người thấy là cái giá cước container từ trước đến giờ là chỉ đi ngang thôi. Và sau khi mà tạo đỉnh năm 2022 thì cổ phiếu hiện tại là cũng đang đi ngang loanh quanh vùng đáy. Và trong khi mà có cái xung đột biển đỏ xảy ra thì giá cước container trên thế giới thì cũng bắt đầu đang có xu hướng là tăng trở lại rồi. Và khi mà có cái việc là gián đoạn của tàu hàng đi qua kênh đào Suez thì chúng ta lại nhớ đến một cái lịch sử, đó là lịch sử trong năm 2021 và năm 2022. Trong cái giai đoạn 2021 và 2022 chúng ta cũng có một cái sự kiện, đó là cái tàu Ever Given là một trong những cái con tàu mà gọi là lớn nhất thế giới cũng đã bị mắc ở kẹt ở kênh đào Suez. Và khi mà cái con tàu này mắc nghẽn ở kênh đào Suez thì sẽ gây ra đó là tắc nghẽn giao thông đường biển, kết hợp với là các yếu tố như là trong cái đại dịch Covid-19 cũng bị đứt gãy chuỗi cung ứng thì làm cho cái giá cước vận tải biển tăng lịch sử. Anh chị thấy là trong cái giai đoạn 2021-2022 thì giá cước container trên thế giới là tăng thẳng đứng này, có lúc là đạt 15.000 USD trên một container, là cái mốc lịch sử đối với cái giá cước container trên thế giới. Và khi mà ở cái xung đột biển đỏ xảy ra thì cũng dấy lên cái tâm lý lo ngại, đó là lịch sử của năm 2021 có lặp lại hay không. Và mình đánh giá là nếu như lần này mà xung đột vẫn diễn ra lâu và các hãng vận tải lớn vẫn tạm dừng vận chuyển hàng hóa qua kênh đào Suez và các khu vực biển đỏ lân cận thì có thể là sẽ làm tăng cái giá cước vận tải biển lên. Bởi vì là khi mà hàng hóa không được vận chuyển qua kênh đào Suez nữa thì bắt buộc là họ sẽ phải định hình một cái tuyến đường mới. Có thể là họ sẽ phải chở hàng vòng qua Nam Phi, và khi mà chở hàng vòng qua Nam Phi thì sẽ làm tăng cái khoảng cách vận chuyển từ tàu châu Á cho đến châu Âu, và cái khoảng cách này sẽ tăng lên khoảng tầm 40% nữa, thì điều đó sẽ làm tăng cái giá cước vận tải biển trên thế giới. Thì do đó chúng ta sẽ cần phải theo dõi rất kỹ về cái giá cước vận tải biển trên thế giới và giá cước container để chúng ta có cái chiến lược đầu tư. Nếu như lịch sử năm 2022 lặp lại thì chúng ta sẽ có đại sóng của ngành vận tải biển. Bởi vì trong năm 2021-2022 khi mà giá cước vận tải lập đỉnh ấy thì cái giá cổ phiếu của vận tải trên sàn ấy thì cũng tăng bằng lần. Đây chúng ta sẽ xem lại lịch sử của năm 2021 và năm 2022. Tăng mạnh nhất mình đánh giá đó là cổ phiếu VOS, tiếp theo đó là cổ phiếu HAH thì chúng ta sẽ đo này. Cổ phiếu HAH từ vùng đáy lên là tăng khoảng tầm 925%, tăng hơn 9 lần là đối với cổ phiếu HAH này. Tiếp theo là cổ phiếu VOS. Đây, cổ phiếu VOS từ cái vùng đáy là tăng 1.760%, tức là tăng khoảng tầm 17 lần, một cái mức tăng rất là kinh khủng. Và ở cái giai đoạn đó là cổ phiếu VOS được gọi là cổ phiếu sắc chết sống dậy và đã tăng rất là mạnh từ cái vùng đáy là khoảng tầm là chỉ là 1.700 thôi mà lên được cái vùng giá là quanh 24-25, là một cái mức tăng rất mạnh. Mà hiện tại ấy, là chúng ta đang có cái sự kiện là vẫn là xung đột và ảnh hưởng đến cái giá cước vận tải trên thế giới. Và hôm nay thì cũng đã có cái dòng tiền vào tham gia đối với các cổ phiếu vận tải biển rồi, đồng thời là cái cổ phiếu VOS là có dòng tiền vào tham gia này và đã vượt được cái vùng mây Ichi và cái vùng mây tích lũy này rồi. Khi đó, khi mà cổ phiếu có dòng tiền vào cộng thêm là có vĩ mô ủng hộ, kỹ thuật của cổ phiếu thì đã vượt được cái vùng Meiji tích lũy này rồi, thì chúng ta sẽ kỳ vọng đó là khi mà cổ phiếu vượt được cái vùng này rồi, cổ phiếu đang gặp kháng cự, thì trong những cái sắp tới cổ phiếu sẽ tái tích lũy von thấp quanh kháng cự vài phiên. Khi mà cổ phiếu tái tích lũy quanh kháng cự von thấp như thế này và cổ phiếu không quay lại cái gọi là cái hỗ trợ cũng như là cái đáy cũ của cổ phiếu, thì khi đó là kỳ vọng cổ phiếu có thể bứt tăng mạnh được về cái vùng đỉnh cũ này. Thì anh chị và các bạn sẽ chú ý theo dõi vận động của cổ phiếu VOS quanh đỉnh cũ, quanh cái kháng cự này như thế nào. Nếu như mà có điều chỉnh, có rung lắc với thanh khoản thấp
cạn cung thì đó anh chị và các bạn tham gia được. Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua về cổ phiếu HAH này. Cổ phiếu HAH thì đang khỏe hơn so với cổ phiếu VOS. Tuy nhiên thì cổ phiếu tăng đã vượt kháng cự rất là dứt khoát rồi. Thì nếu như mà cổ phiếu tích lũy được quanh cái vùng khoảng tầm là 37.8, quanh 38.5 thì anh chị và các bạn theo dõi quanh cái vùng này. Khi mà cổ phiếu tái tích lũy, cổ phiếu có cái sự rũ bỏ và sự rung lắc trong phiên thì khi đó anh chị và các bạn có thể cân nhắc tham gia. Tuy nhiên thì cổ phiếu HAH thì đang tiệm cận cái vùng kháng cự này rồi, nên anh chị và các bạn cũng không mua đuổi khi cổ phiếu đã tiệm cận kháng cự rồi, bởi vì chúng ta vẫn có rủi ro liên quan đến thị trường và rủi ro liên quan đến là cái giai đoạn sắp nghỉ Tết âm, nên là chỉ mua khi cổ phiếu có sự rũ bỏ và có cái quá trình tái tích lũy, còn không mua khi mà cổ phiếu đã tăng mạnh và vượt kháng cự rồi. Nếu như hôm nay anh chị là các bạn nào mua đuổi ấy thì có thể là cái lợi nhuận trong ngắn hạn của mọi người cũng không nhiều đâu, mà anh chị nên đợi cổ phiếu tạo nền tái tích lũy thì đó anh chị và các bạn tham gia trở lại. Hôm nay thì có cả cái cổ phiếu GMD là cái cổ phiếu gọi là tương đối là khó đánh và nặng mông trong cái nhóm vận tải biển thì cũng đã bật tăng trần. Điều này thể hiện được đó là dòng tiền đang rất ưu tiên đối với nhóm vận tải biển, thì nhóm cổ phiếu vận tải biển anh chị và các bạn sẽ chú ý và nên đưa vào danh sách theo dõi các cổ phiếu có thể theo dõi và tham gia trong nhịp sắp tới. Nếu như anh chị và các bạn nào muốn được báo tham gia các cổ phiếu vận tải biển nói riêng và các cổ phiếu khác nói chung, mình cập nhật các điểm mua trong phiên, thì anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng với mình trong nhóm khách hàng với điều kiện là anh chị có tài khoản VPS và gắn ID của mình là IDK193. Và anh chị nào mà gắn ID xong rồi, mọi người có thể inbox qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình để mình thêm anh chị và các bạn vào nhóm khách hàng đồng hành cùng với mình. Ngoài ra thì bên mình đang tuyển cộng tác viên để hỗ trợ và đào tạo về chứng khoán. Nếu anh chị và các bạn nào có niềm yêu thích đam mê về chứng khoán và muốn thử cái nghề môi giới chứng khoán, hoặc là anh chị hoặc là mọi người đang định hướng đang làm cái công việc này rồi nhưng mà làm chưa hiệu quả, mọi người muốn đồng hành cùng với mình thì mọi người inbox qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình để mình có thể hỗ trợ mọi người và chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm cho mọi người. Cuối cùng thì cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Nếu như mọi người cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like video và subscribe kênh nhé.